Với chúng tôi, đây là một trận đấu thành công bởi vì Việt Nam được coi là một trong những đội mạnh nhất ở bảng đấu cũng như là ở trong toàn giải đấu. Đối với chúng tôi, trước trận đấu thì chúng tôi đã có chuẩn bị chiến thuật phòng thủ bởi vì chúng tôi biết là Việt Nam sẽ chơi thì chiến thuật tấn công rất là nhiều và chúng tôi cần phải có những kế hoạch để ngăn chặn cái chiến thuật tấn công đấy từ đội tuyển Việt Nam. Và đối với chúng tôi thì một trận hòa đã là một cái sự thành công rất là lớn rồi. Rất là khó để có những cái lối chơi phòng ngự ở cái điều kiện thời tiết bình thường, nên đối với chúng tôi nếu như là trời mưa thì chúng tôi sẽ có thể triển khai cái chiến thuật này một cách tốt hơn. Trước trận đấu chúng tôi đã nghiên cứu chiến thuật của đội tuyển Việt Nam rất kỹ và chúng tôi biết là họ đã có cái lối chơi chiến thuật tấn công rất là hay, nên chúng tôi đã điều chỉnh một chút về những cái kỹ thuật và những cái chiến thuật của đội mình để có thể ngăn chặn được những pha tấn công của đội Việt Nam. Mục tiêu trước mắt của chúng tôi là chúng tôi sẽ phải vào được bán kết, thế nên đây là một cái sự thành công, trận hòa này coi như là một cái sự thành công, là một chiến thắng đối với chúng tôi rồi. Chúng tôi sẽ tập trung vào cái trận đấu trước mắt với đội tuyển Myanmar, thì chúng tôi sẽ dần dần có từng bước để có thể tiến sâu hơn vào bán kết.